Chào mừng các bạn quay lại kênh Than 78. Hôm nay mình lại tiếp tục mình lại review con diều 5m cú. Hai con giống nhau. Con này 4m. 5m. Con này 4,5m. Ba con này 4m này chuẩn bị lên này. Đang chuyển cháo. Con kia đang chỉnh máy bay F-15, chỉnh lèo. Ôi cháu luôn ạ. Bốn mét. Đó có một cây ngang. Rồi chuẩn bị đi cho ra bay con này em. Bên hướng này này. Rồi lên 4 mét trước nha. Lầm khởm quá. Rồi trên bầu trời chúng ta đang có bao nhiêu quá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con nha các bạn nhé. Trên bầu trời chúng ta đang 8 con ở xa xa kia có một con. Đây ở dưới đây đang tiếp tục ráp đấy. 2 con nữa, 3 con nữa. Nếu mà thả hết là 11 con. Con này 4,5m. Đây một con này đang xuống đấy. Cái nào mà ngon. Con này đang ra xuống. Con áo nhiều minh tuệ. Này đang cột dây đuôi. Đã lâu rồi đôi lửa cắt đôi nữ tử duyên xưa còn hay mất mái trường. Em tôi còn khóc mưa hãy ra đi từ lỗ nào. Rồi chuẩn bị cho bay con 4,5m này trước nhé. Còn thêm một con. Ui. Hôm nay 4 con cú. Rồi đi ra con 5m này nhá. Con này cộng đi 100. Thằng gió vừa vừa thôi chứ không có đẹp. Này đang chuyển qua đông 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 nam.
Hôm nãy đầu giờ thì nó Tây Nam, giờ nó có Đông Nam. Ơi là có Đông Nam. Đại ơi! Gió không được được đẹp mấy, tương đối thôi. Không lên được các bạn ạ. Con này là lớn quá, nó mét lớn quá, gió yếu không lên được, rớt xuống rồi này. Rớt xuống rồi. Ô, bật rồi. Mày xuống rồi. Chết rồi. Lại cho bay lại nha các bạn nhé. Để ra khu vực bay cho bay lại đấy. Không để cho chắc nó gió yếu quá rớt xuống, cho chỉnh leo lại. Chỉnh leo xong rồi tiếp tục. Con này 5 mét to lắm. Lên lại nha các bạn nha, lên lần thứ hai nha. Này gió trên đẹp quá. Con này lên lần thứ hai, nay lên lần thứ hai mới được. Không lẽ lần đầu hơi bị lật lật lẻo, gió yếu quá nó không bay được. Con này 5 mét mà. Phải đo gió lớn với mổ còng, mổ sáo nặng mà. Sáo mổ còng là 2,8 kg. Ê, cái tròi để trú mưa trú nắng đấy. Của anh em diều sáo để dựng nha các bạn nhé. Đây tại cánh đồng diều chúng ta buổi chiều hôm nay đây. Đây còn nắng nhá, chưa tới 4 giờ. Đây trên bầu trời chúng ta đang có 7-8 con này các bạn ạ. Mặt trời nó hơi chói tí xíu, hơi khó thấy. Bay cao quá, tầm độ cao hơn 300 mét rồi các bạn nhé. Rồi các bạn nào thấy hay cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn video ngày hôm sau.